với kênh của Liễu Cà Phê. Thì khi nhắc tới cà phê sạch nguyên chất thì theo mọi người thì nó là gì? Thì nếu như ở trên thị trường thì chúng ta chỉ suy nghĩ là cà phê sạch nguyên chất là không trộn thêm đậu thêm bắp đúng không? Còn với Liễu Cà Phê, tiêu chuẩn cà phê sạch nguyên chất thì trước tiên đó phải là cà phê sạch từ đầu vào đến sạch đến đầu ra luôn. Vậy thì sạch đầu vào như thế nào? Thì để có một sản phẩm cà phê nhân sạch đủ chất lượng thì Liễu Cà Phê phải nhập cái nguồn nguyên liệu từ hệ thống nông trại. Sau khi vào cà phê từ nông trại về thì chúng ta sẽ qua một cái hệ thống máy móc để chúng ta có thể sàng lọc ra một cái sản phẩm cà phê nhân đạt đủ tiêu chuẩn về màu sắc, kích thước, trọng lượng để chúng ta có thể có một cái nguồn cà phê nhân đạt đủ tiêu chuẩn về sạch cũng như là đạt đủ tiêu chuẩn về cái chất lượng cà phê. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải trải qua cái máy này là cái máy tách vỏ lụa. Đó, mọi người thấy thì cái khi mà cái hạt cà phê chín xong á, sau khi mà ra thì chúng ta sẽ có những cái vỏ lụa bên ngoài cái hạt cà phê thì chúng ta cần phải qua cái máy này để tách cái vỏ đấy ra. Và sau khi qua cái máy tách vỏ thì cái cà phê sẽ qua cái máy sàng trọng lượng bên này để lọc bỏ đi cái cà phê xốp và vỏ cà phê còn sót lại. Đó. Sau khi có một sản phẩm cà phê qua cái máy này rồi thì chúng ta sẽ chuyển cà phê sang cái máy này. Máy này là cái máy sàng về kích thước hạt. Mục đích của nó để phân ra cái kích thước size 16, 18 đó, để cung cấp cho khách hàng. Đó. Và sau chúng ta phải qua một máy nữa, đó là cái máy bắn màu để loại bỏ những cái hạt không đều màu đi. Chúng ta chỉ có giữ lại những cái hạt đạt đủ tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc và trọng lượng thì mới có sản phẩm cà phê nhân ở đây. Thì đây, tôi sẽ cho mọi người thấy là cà phê nhân sạch của Liễu nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, như mọi người thấy, tất cả cái cà phê nhân đây thì nó đều màu và đó, đều màu và kích thước như một. Đó, như mọi người thấy. Đó, không có bất cứ một cái hạt lạ nào ở trong này. Đó, như mọi người thấy. Đó, đây là cà phê nhân sạch. Vậy sau khi có một cái cà phê nhân sạch rồi thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Đó là chúng ta sẽ cho vào rang. Và máy rang hiện tại á, Liễu Cà Phê đang sử dụng là cái công nghệ rang là Hot Air, là công nghệ mới nhất hiện nay về cái rang cà phê. Bởi vì cái công nghệ Hot Air này, cái đặc điểm của nó là sử dụng cái khí nóng để làm để rang cà phê, nên cà phê ra thứ nhất là đều, thứ nhất đều màu, thứ hai là không có bị hiện tượng là cháy cạnh cũng như là ám khói như là cái cách rang cà phê truyền thống. Và sau khi mà chúng ta qua cái máy rang xong á thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm cà phê nhân đó, cà phê hạt rang xay đạt đủ tiêu chuẩn về sạch cũng như là nguyên chất của Liễu Cà Phê. Thì Liễu Cà Phê sẽ đóng gói thành từng bịch và ép nhiệt cho mọi người. Và đây là cà phê hạt sau khi mà qua cái hệ thống máy rang bên này, qua hệ thống rang Hot Air thì chúng ta sẽ có cà phê, sản phẩm cà phê đã rang rồi ở đây. Các bạn thấy thì đây là một cái mẻ rang mới rang xong, và phía bên này thì là cái máy rang của Liễu Cà Phê. Thì một cái mẻ rang của nó hiện tại đang có công suất là 100 kg một lần rang, một mẻ rang như mọi người thấy ở đây. Và như mọi người thấy thì sau khi mà cà phê nhân đạt đủ tiêu chuẩn về chất lượng, màu sắc, kích thước xong thì Liễu Cà Phê sẽ cho rang ra, chúng ta sẽ có một sản phẩm cà phê rang ở đây như mọi người thấy. Và hiện tại thì đang để nguội. Khi mà chúng tôi để, sau khi mà để nguội xong thì chúng ta sẽ cho vào bao và đóng thành từng bịch để ra cho mọi người. Thì Liễu Cà Phê sau khi mà rang xong á, đóng thành từng bịch thì ra mọi người. Và tất cả những cái sản phẩm của Liễu Cà Phê sẽ được ép nhiệt như vậy. Như mọi người thấy thì tất cả đều được ép nhiệt, nên khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta chỉ cần cắt bịch ra và chúng ta sử dụng và chúng ta xay thôi. Nên
cái mùi thơm của cà phê luôn được lưu giữ, và chúng ta cứ yên tâm về cái chất lượng của nước cà phê. Nên sản phẩm khi mà bạn mua từ nước cà phê thì sản phẩm cà phê sạch nguyên chất của nước cà phê là sạch từ đầu vào, sạch đến đầu ra luôn. Và nước cà phê thì sẽ cam kết về cái chất lượng sử dụng, chất lượng cà phê khi mà giao cho đối tác. Nên nếu như mọi người đang là chủ quán cà phê hoặc là chúng ta đang có ý định kinh doanh cà phê thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline miễn phí của Lương Cà Phê, thì Lương Cà Phê sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn các gu cà phê phù hợp với khách hàng mà chúng ta đang cần kinh doanh. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới Lương Cà Phê, thì Lương Cà Phê sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn các gu cà phê phù hợp với khách hàng mà chúng ta đang cần kinh doanh. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.